Phút tha giá Nam mô Tham ma giá Nam mô Sẵn kha giá. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Và sau phần lễ bái tam bảo thọ trì quy dân, Avatthana xin được nhường cho xin MC Nhật Huỳnh. Kính mời xin Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nhật Quỳnh biểu tín hiệu. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Minh Quát Thanh Á, kính chào Buông Bỏ, mến chào Cẩm Văn, mến chào Châu Phan, kính chào ai kêu em đó, mến chào học giáo pháp, kính chào Maharaja, kính chào Chandara, mến chào Thanh Thủy, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi An Lạc, mến chào Quang Thanh, mến chào Thi Na. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Minh Quát Thanh Á, mến mời Cẩm Văn, mời học giáo pháp, mời Thanh Thủy, mời Quang Thanh và mời Thi Na và mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay của mình lên. Ông ngoài kinh tiểu bộ à. Dạ sa thủ Cẩm Văn, dạ mời Cẩm Văn. Dạ mời tất cả quý vị ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài kinh tiểu bộ Ý Tí Quốc Tá Cá, kinh Phật tự thuyết, chương 2, phẩm Mú Chá Linh Đá. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Quách Thí, tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Á Na Thá Bin Đi Cá. Lúc bấy giờ, thanh nữ trẻ Bà La Môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh, Upanchana, vợ của du sĩ ấy nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sinh con. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: Ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Bồ Tí Gia, lần thứ hai nữ du sĩ nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sinh con. Lần thứ hai du sĩ nói với nữ du sĩ: Ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ ba nữ du sĩ nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lúc bấy giờ, tại một Cô Tha Gia Rê của vua Bá Xê Ná Đi, nước Cô Lá Xá, một Sa Môn hay Bà La Môn có thể uống bơ hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ: Tại một kho của vua Bá Xê Ná Đi, nước Cô Xá Lá, không được mang đi.
Vậy ta hãy đến kho của vua Phá Xê Ná Đi nước Cô Xá Lá uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về đến nhà, mửa Un Ghi Rí Toa Ná dầu ấy ra, và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Bá Xê Ná Đi nước Cô Xá Lá uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về nhà, không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ khổ đau, nhói đau, đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Awatati Pariratti. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát, đi vào Sa Quát Thí để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: An lạc thai là người không có gì sở hữu, người chánh tri hiểu biết không có gì sở hữu. Hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Và cảm nhân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài kinh tiểu bộ Y Tứ Quốc Tá Cá, kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Vua Chát Linh Đá. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thí, tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anna Thápin Đí Cá, lúc 7 giờ, thanh nữ trẻ Bà La Môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh, Upan Chana, vợ của du sĩ ấy, nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: Ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Bồ Tí Già, lần thứ hai, nữ du sĩ nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lần thứ hai, du sĩ nói với nữ ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ ba, nữ du sĩ nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lúc bấy giờ, tại một Cốt Gia Rê của vua Pa Xê Ná Đí nước Khô Sa Lá, một sa môn hay Bà La Môn có thể uống bơ hay dầu cho để đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ: Tại một kho của vua Pa Xê Ná Đí nước Khô Sa Lá, không được mang đi. Vậy ta hãy đi đến kho của vua Pa Xê Ná Đí nước Khô Sa Lá uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về đến nhà, mửa Ugit Rit Toa Ná dầu ấy ra, và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Pa Xê Ná Đí nước Khô Sa Lá uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về nhà, không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ khổ đau, nhói đau, đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Awatati Pariratti. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sa Quát Thí để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: An lạc thai, người không có gì sở hữu, người chánh tri hiểu biết không có gì sở hữu. Hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Dạ thưa, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng.
Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ. Cảm ơn chú Quát Thân Á đã bắt bài. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Phúc Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mú Trá Linh Đá. Bài: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quát Thí tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anathabina Đí Cá. Lúc bấy giờ, thanh nữ trẻ Bà La Môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sanh, Ubanchana, vợ của du sĩ ấy nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sinh con. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với du sĩ: Ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng Phô Tí Gia? Lần thứ hai, nữ du sĩ nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng dầu khi sinh con. Lần thứ hai, du sĩ nói với nữ du sĩ: Ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Thứ ba, nữ du sĩ nói du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sinh con. Lúc bấy giờ tại Cô Tha Gia Rê của vua Ba Sê Ná Đí, nước Cô Xá Lá, một sa môn hay Bà La Môn có thể uống bơ hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ: Tại một kho của vua Ba Sê Ná Đí, nước của Cô Xá Lá không được mang đi. Vậy ta hãy đi đến kho của vua Ba Sê Ná Đí, nước của Cô Xá Lá, uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về đến nhà, mượn Úc Ký Tít Qua Ná rầu ấy ra và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Bá Sê Ná Đi, nước Cô Xá Lá, uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về nhà, không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ đau khổ, nhói đau, đau khốc liệt, thống khổ lăn lộn qua lại. A Quát Tá Tí Ba Rí Rát Tí, Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Sa Quát Thí để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: An lạc thay là người không có gì sở hữu, người chánh trí hiểu biết không có gì sở hữu, hãy xem não hại thay, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Dạ con cảm ơn chú Quá Thất Ná đã bắt bài ạ. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Tha Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà, với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Tiểu Bộ Ý Chí Bồ Tát Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mú Chá Linh Đá, bài 4, đoạn 13. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Qua Thí tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông A Na Thá Biên Đi Cá. Lúc bấy giờ, thanh nữ trẻ Bà La Môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh, Ubanchana, vợ của du sĩ ấy nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: Ở
đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Bodhiya, lần thứ hai nữ du sĩ nói với du sĩ, này bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lần thứ hai, du sĩ nói với nữ du sĩ, ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ ba, nữ du sĩ nói với du sĩ, này bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lúc bấy giờ, tại một cô tha gia lê của vua Ba Xê nó đi, đi nước Cô Sa La, một sa môn này, một sa môn hay bà La Môn, có thể uống bơ hay dầu cho thỏa thích nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ, tại một kho của vua Ba Xê Na Lý nước Cô Sa La không được mang đi. Vậy ta hãy đi đến kho của vua Ba Xê Na Lý nước Cô Sa La uống dầu cho đến thỏa thích, sau khi về đến nhà mở Út Dí Rít Toa Ná dầu ấy ra và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy khi đến nhà kho của vua Ba Xê Na Đi nước Cô Sa Lá uống dầu cho đến thỏa thích, sau khi về nhà không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ khổ đau, nhói đau, đau khốc liệt, thống khổ lăn qua lộn lại. Avat Tati Baritat Barirati. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y lá, đi vào sa thi để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: an lạc hay là người không có gì sở hữu, người chánh tri hiểu biết không có gì sở hữu. Hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Và cảm ơn Vinh Quá Kha La đã bắt bài ạ. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Vân. Và con xin ở mức lệ cho Phật Tràng ạ. Sa thu lành tài xích trần đạo. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sẵn Kha Ya. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu châu rung, và con xin được đọc kinh tiểu bộ Y Tí Phút Ta Cá, kinh Phật Tử Thuyết chương 2, phẩm Chula Linda bài 6. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bây giờ, thanh nữ trẻ bà La Môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh, Upanchana, vợ của du sĩ ấy nói với du sĩ, này bà La Môn, hãy đi và đem về dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Khi được nói như vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ, ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng, Photiya? Lần thứ hai, nữ du sĩ nói với du sĩ, này bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lần thứ hai, du sĩ nói với nữ du sĩ, ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ ba, nữ du sĩ nói với du sĩ, này bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lúc bây giờ, tại một cô tha gia rê của vua Panak, Ba Xê Na Đi nước Cô Sa La, một sa môn hay bà La Môn có thể uống bơ hay dầu cho đến thỏa thích nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ, tại một kho của vua Ba Xê Na Đi nước Cô Sa La không được mang đi. Vậy ta hãy đi đến kho của vua Ba Xê Na Đi nước Cô Sa La uống dầu cho đến thỏa thích, sau khi về đến nhà mửa Ukrigitavana dầu ấy ra và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Pasenadi nước Kosala
uống dầu cho đến thỏa thích sau khi về. Nhà không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ khổ, đau nhói, đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại Avatati Parirati. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: an lạc thay là người không có gì sở hữu, người chánh tri hiểu biết không có gì sở hữu, hãy xem lão hại thay, những ai có sở hữu khiến cho người con người ấy bị trói buộc người khác. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, con xin được xuống. Kính mời xin nhật trình tiếp theo. Sa thủ kính cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Nam Mô Bụt Tha, dạ. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng Chư Tôn Đức Bờ Quang Lâm Giao Đạo Tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Cảm ơn Thích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Thích Trần Đạo, Thích Văn Thanh, Thina Cẩm Vân đã hoan hỷ lên ôn bài tiểu của kinh ngày hôm nay. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay, kinh Tiểu Bộ Itiputtaka, kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Bụt Cha Linh Đá, bài 7 La Mã. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Vá Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bụt Tha Ha Sa Na Mô. Ta Sa Phá Gá Vá Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bụt Tha Ha Sa Nam Mô. Ta Sa Phá Gá Vá Tô, Arahato Sammasambuddhassa. Phạm Thiên Phận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương Lộc Gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, à đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự vi. Chúng sanh ngồi khắp nơi ngồi mê cầu được, đi tri vẹn toàn. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Và trước khi con thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng nên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã cho bài học. Bài học hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itiputtaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Bích Cá Linh Đá, bài 7 La Mã. Như vậy, cho nghe, một thời Thế Tôn trú ở sau Quá Thị, tại Chetavana khu vườn, ông Anathapindika. Lúc bây giờ, con trai độc nhất của một nam cư sĩ khả ái, đáng yêu, bị mệnh trung. Rồi nhiều nam cư sĩ với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các cư sĩ ấy đang ngồi một bên: này các cư sĩ, sao các ngươi với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt lại đến đây trong lúc quá sớm như vậy?
Khi được nói vậy, người cư sĩ ấy thưa với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, người con trai độc nhất của con, khả ái, khả ý, đã mệnh chung. Do vậy, chúng con với áo ướt đẫm, với tóc ướt đẫm đã đến đây trong lúc quá sớm. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Bị khả ái dễ thương trói buộc và chi phối rất nhiều chư thiên chúng và nhiều hạng con người, đau khổ và héo mòn, bị thần chết nhiếp phục, ngày đêm không phân vật từ bỏ dung sắc đẹp, vì ấy đào gốc khổ. Mọi nhữ của ác ma thật khó vượt qua được. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn Sài Gòn, mưa nắng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là chúng ta học cái bài bảy sư bảy la mã ở trong phẩm Moccalinda ở kinh Tiểu Bộ Itivottaka. Phật thuyết như vậy, Phật tự thuyết. Bây giờ trước khi giảng cái bài học hôm nay, chúng tôi cũng đi hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Bút thân pha ca quanh tăng á phí hòa đề mỹ, nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiền nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa kha tô pha ca quá ta tham mô tham măng nam ma sa mỹ, nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhati bano phagavato sa vaka sankho sankhang namak sa mi, nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của nguyên sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, phần chánh kinh thì chúng ta vừa nghe đọc. Ở đây nhắc đến cái câu chuyện khi mà Đức Thế Tôn ngài ở tại Chittavana thành Savatthi. Tại cái khu vườn của cấp cô độc Anathapindika. Lúc bấy giờ thì có một người con trai độc nhất của một thiện nam đã qua đời. Cho nên là những cái người cư sĩ này thấy rằng chính ông nam cư sĩ đó cũng khổ đau. Và những người cư sĩ này cũng dội dã ướt đẫm mồ hôi, tức là đến chùa Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Phật, để thưa trình về những sự việc như vậy. Những sự việc đó là một đứa con trai duy nhất của một ông thiện nam vừa mới qua đời. Do vậy đó thì ông thiện nam này cũng rất là khổ. Mà những cái người kia đó thì họ cũng bận rộn, họ cũng buồn trước cái sự ra đi của một cái người con trai của ông thiện nam này.
đến họ thưa với Đức Phật. Khi mà họ trình với Đức Phật thì Đức Phật ngài hiểu biết được cái tâm trạng của ông thiện nam đó, cũng như là những cái người thiện nam khác khi có một cái người thân ra đi đột ngột, và là một đứa con trai duy nhất thôi. Thì Đức Phật ngài mới nói lên cái kệ ngôn này. Trong cái phần kệ ngôn này đó, thì chúng ta nghe thì rất là dễ hiểu, nhưng mà cần phải giải thích ra để chúng ta hiểu cho nó rõ hơn khi mà Đức Phật ngài dạy cái câu kệ ngôn này. Ngài nói rằng, dạy rằng là bị khả ái dễ thương trói buộc rất nhiều chư thiên chúng và nhiều hạng người, hạng con người đau khổ và héo mòn, thân bị thần chết nhiếp phục, ngày đêm không phóng dật, từ bỏ dung sắc đẹp, vì ấy đào gốc khổ mồi nhữ của ác ma, thiệt khó vượt qua được. Bây giờ đó thì qua cái kệ ngôn này đó, chúng ta hiểu rằng là sở dĩ mà ông nam cư sĩ này, thiện nam cư sĩ này, ông khổ đau vì đứa con duy nhất của ông mất. Cái thứ hai nữa là những người cư sĩ khác cũng khổ, cũng buồn trước sự ra đi của con của ông thiện nam này. Mà điều đó nó bắt nguồn từ ở cái ái, bắt nguồn cái ái. Vì sự thương, vì sự thích. Cho nên khi mà nói đến thương thích đó, ở đây đó, chúng ta thấy rằng dù là ngày hay đêm, người đó cũng đều khổ hết. Người đó cũng khổ hết. Mà cái ái ở đây đó là gì? Cái ái tức là cái sự yêu thương, cái sự thích thú, cái sự quý kính, quý mến, ham mến, ham yêu thích. Thì khi mà nói đến ái đó, nó có nhiều lắm. Đặc biệt là nói đến cái, ở trong kinh đó, thì nói đến ba cái khía cạnh của ái. Tức là nói đến dục ái, hữu ái hay phi hữu ái. Hay ái mà nói theo các cái cảnh giới đó, thì là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Khi mà nói đến dục ái, hữu ái và phi hữu ái đó, là nói đến tính chất của tham ái. Như chúng tôi đã thưa đó, ái là một cái chất liệu khiến cho chúng ta phải đầu tư. Đó là chất liệu khiến chúng ta phải tạo tác, đầu tư. Ở trong giáo lý Duyên Khởi đó, thì xin thưa quý vị rằng ái thì là duyên cho thủ. Ái duyên cho thủ. Và thủ thì duyên cho hữu. Như vậy thì ở đây chúng tôi xin nói đến ba cái khía cạnh nói đến tính chất của ái đó. Tức là ái là sự ham thích, thích thú, tìm cầu. Như vậy thì trước tiên nó nói đến khía cạnh của dục ái. Một người mà thích thỏa mãn ở trong ngũ dục, thích ham thích trong ngũ dục, sở dĩ chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ, có căn, rồi có cảnh, rồi có thức nương tựa, và chính con mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, chúng ta thấy đẹp, tai chúng ta nghe âm thanh thấy hay, mũi chúng ta nghe ngửi mùi thấy thơm, lưỡi chúng ta nếm
hương vị thấy ngon ngọt thỏa thích và thân chúng ta thích xúc chạm im ấm. Như vậy thì chúng ta có các giác quan để nhằm thỏa mãn các cái giác quan đó, và chỉ có cõi dục, cái nơi chỉ có những cái dục, cảnh dục để rồi tâm của chúng sanh thỏa thích trong cõi dục. Và khi nói đến cõi dục đó, thì là cái cõi mà nó có đủ ngũ dục. Còn nếu nói đến cái dục phiền não đó, dục phiền não đó, thì chính là chỉ cho sắc thinh hương vị xúc. Cho nên nếu chúng ta tái sanh lại làm người đó, vì thường thường đó, chúng ta thấy rằng ở trong cái cõi nhân loại của chúng ta đó, thì có nam nữ, vì mình thích nữ cho nên là mình tái sanh nam, vân vân. Và nhiều khi mình thích nam cho nên là mình tái sanh nữ. Cái điều đó nó liên quan đến ái, cho nên á, ở đây đó là mình, chúng ta tái sanh các cái cảnh giới á, phải nói rằng rất là nhiều. Ở trong tương kinh, tương ưng kinh á, thì Đức Phật này nói rằng khi mà mình tái sanh như vậy đó, thì có thể rằng xương chúng ta có thể chất thành núi, và máu chúng ta có thể chất thành, có thể là chảy thành sông, thành biển. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta tái sanh rất là nhiều, không phải chỉ có thân người không, mà bao nhiêu các cái sinh mệnh, bao nhiêu kiếp sống chúng ta tái sanh. Có lúc chúng ta làm người, chúng ta làm chiêu thiên, rồi chúng ta làm sinh bàn sanh, rồi chúng ta tái sanh cõi khổ. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái sự tái sanh đó nó nhiều lắm, và ở đây đó là chúng ta cũng, khi mà chúng ta luân hồi đó, thì có nghĩa là chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hợp rồi tan, và những cái người nào mà chúng ta thương đó mà mất mát đó, rõ ràng là chúng ta rất là buồn, rất là đau khổ bởi trước cái sự ra đi đó. Con người mình á, thì có những điều mà chúng ta không thể biết trước được. Đó là bệnh tật, đó là sự chết, đó là nơi chết, đó là cái thời giờ, thời điểm mà chúng ta chết, đó là nơi mà chúng ta tái sanh. Những cái đó đó chúng ta hoàn toàn không biết trước được. Nhưng mà chắc chắn chúng tôi cũng nhớ ở trong kinh Tương Ưng luôn, cũng như có một lần nọ mà ông Cấp Cô Độc cũng đến với Đức Phật, rồi cũng chứng kiến cái cảnh mà người thân của mình ra đi vậy. Cho nên ông Cấp Cô Độc ông buồn khổ lắm, Đến thưa Đức Phật, Đức Phật ngài nói rằng mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới. Do vậy hãy làm lành, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Phật dạy vậy. Cho nên ở đây đó là khi mà mình chứng kiến cái người thân mình ra đi đó, đó là đau khổ, mà bắt nguồn từ ở cái gì? Từ ở cái tham ái mà ra, từ tham ái. Cho nên là chúng ta thấy người thân của mình ra đi thì mình buồn, mình khổ, bởi vì mình muốn người đó. Trong kinh Trung Bộ á, thì Đức Phật cũng có dạy rằng là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu phải xa lìa là khổ. Tóm lại là do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Như vậy thì cái việc mà chấp thủ năm uẩn này là tôi, tự ngã của tôi đó, cái đó nó khổ lắm. Cái của tôi,
con tôi, tài sản tôi, ví dụ vậy. Cái gì mà mình nghĩ rằng của mình. Vì vậy cho nên nãy chúng tôi nói cái gì đó, do ái cho nên là nó khiến cho chấp thủ, liên quan đến dục thủ. Dục thủ ở đây đó là sắc thinh hương vị xúc. Dục thủ ở đây đó là cõi, cái cõi mà chúng ta đang triều mến, chúng ta đang dính mắc ở trong cái cõi đó. Cho nên là cái người thân của chúng ta ra đi thì chúng ta buồn, thấy không? Cái gì thấy không? Nhưng mà rồi đó, không biết là trong vô lượng kiếp chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu cái sự việc người thân của mình ra đi rồi, bản thân của mình cũng phải ra đi thôi. Chúng ta đến trong cuộc đời này đó thì nó giống như là một cái bến trạm mà thôi. Chúng tôi gọi là cái bến, cái trạm. Chúng ta tạm thời, tạm dừng, ghé qua, rồi tiếp tục cho một cuộc diễn du trong một hành trình sanh tử luân hồi tiếp tục. Cho nên trong kinh có nói rằng là vô thủy là luân hồi. Vô thủy luân hồi có nghĩa là chúng ta luôn luân hồi từ vô lượng kiếp. Cho nên là chúng ta có luân hồi là kể từ đó là được gọi là vô thủy. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Cái câu tiếng Hán là như vậy. Nếu chúng ta chưa đoạn trừ được tham ái thì chúng ta cũng vẫn phải tiếp diễn cho đời sống luân hồi sanh tử này. Cho nên là tiền tiền vô thủy, chúng ta không biết khởi nguồn từ đâu. Và hậu hậu, tức là về sau không có điểm kết thúc. Không có điểm kết thúc. Xin thưa quý vị, ngoại trừ những bậc thánh, ngoại trừ những bậc thánh thì mới có thể là chặn đứng được cái đời sống sanh tử luân hồi, rồi đoạn hoàn toàn cái đời sống luân hồi này. Chứ còn phần lớn là như vậy. Phần lớn là bị chi phối bởi ái mà ra. Cho nên quý vị học kinh Pháp Cú, quý vị có nhớ cái câu chuyện mà bốn ông thiên tử, năm thiên tử gì đó, mà khi mà có một cái người phụ nữ, có một cái người phụ nữ mà mất đi cái người phụ nữ đó, người thì nói tôi là như là một cái lông gà mà bị cháy rụi, trước lửa bị cháy rụi, hoặc là người thì nói là tôi như cái trống bị bể, người nói như là cái thác nước trên cao đổ xuống. Tức là mỗi người đều nói lên cái cảm nghĩ của mình một khi mà mất cái người mà mình thương, mình yêu đó. Chúng ta thương yêu bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Sự thật nãy chúng tôi nói đó là vì mình thích là người nữ cho nên là mình sanh làm người nam, rồi mình xích làm người nam cho nên mình sanh làm người nữ. Cái câu chuyện mà hậu thời của Sớ Giải đó, nói cái một người đàn ông đó, mà yêu mến vợ đó, thế là bị cái người vợ tư tình bên ngoài cuối cùng giết chết đó. Thì người đàn ông này do thương cái người vợ mình quá cho nên sanh lại làm con chó, rồi sanh lại làm cháu, làm con, sanh lại làm bò, mà thế là cũng bị giết nhiều lần như vậy. Bắt nguồn từ ở cái tham ái. Cho nên không biết là chúng ta chết bằng cách gì, chết thời điểm nào, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải chết. Nhưng mà cái gì khiến cho chúng ta phải có mặt trong cuộc đời này, cái đó bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Vì vậy cho nên trong Pháp Cú Kinh á, Đức Phật Ngài có dạy rằng tham ái tanh ha ya cha và ti so cô tanh ha ya cha và ti pha danh tanh ha ya nip quyết bà mút ta sa na ti so cô của tô pha danh. Tham ái sinh ra sầu u, tham ái sinh ra lo sợ. Ai dứt trừ tham ái không sầu không lo sợ. Phật dạy vậy. Mà để mà ai để dứt trừ là chỉ cho bậc thánh. Bậc thánh mà nói cụ thể hơn rõ đó, hoàn toàn bậc thánh mà đoạn trừ được tham ái đó chính là bậc thánh vô lậu, bậc thánh A La Hán. Còn bậc thánh tam quả thì cũng mới là diệt được dục ái thôi, cũng còn. Nhưng mà cái sự mà còn phiền não đó nó cũng còn ít thôi. Cái đời sống luân hồi nó đã được không được kéo dài nữa này.
nó cắt đoạn rồi, tức là nó không có kéo dài nữa. Bậc thánh tam quả thì cùng lắm thì cũng tái sanh về một cái cõi tịnh cư thiên gì đó, rồi các ngài tiếp tục nữa tu tập để đoạn trừ phiền não, đầy đủ pháp độ ba la mật, thì các ngài hoàn toàn giải thoát. Còn chúng sanh phàm phu thì nhiều lắm, nó diễn biến mãi. Thì khi nãy chúng tôi nói dục ái là liên quan đến sắc thân lưu vị xúc, mắt thấy thích thấy cảnh sắc đẹp, thấy sắc đẹp, tai thích nghe âm thanh êm dịu, mũi thích ngửi mùi thơm, lưỡi thích ăn thức uống gì đó ngon ngọt, rồi thân thích xúc chạm. Như vậy thì cái tâm dính mắc ở trong ngũ dục, cho nên chỉ có ở trong cõi dục mới có đủ những cái thứ đó, chứ cõi sắc người ta đâu có cần đó. Chúng ta nhớ rằng các vị phạm thiên sắc giới á, thì các vị có nhãn căn, có nhĩ căn, có thiệt căn, có thân căn, có đủ hết. Nhưng mà các vị đó không có thần kinh tỷ, không có thần kinh thiệt, vì không cần phải ngửi mùi thơm thỏa thích, ngửi mùi thơm thỏa thích, rồi cũng không cần phải ăn thức ăn như chúng ta. Cõi người chúng ta là cõi dục, ăn thức ăn như chúng ta là ngon ngọt béo bùi gì. Các vị phạm thiên sắc giới thì các vị no vui trong thiền, cho nên các vị đó không cần phải ăn như thức ăn như chúng ta. Cái thức ăn mà các vị đó no vui đó là cái hỷ lạc ở trong thiền, chứ không phải là cái thức ăn như chúng ta. Do vậy thì các vị đó có thần kinh, có thiệt căn, tức là có miệng, nhưng mà không có ăn thức ăn như chúng ta. Cho nên là không cần cái thần kinh vị, thần kinh thiệt ở trong đó để biết nếm nếm tới cái thức ăn đó. Và chúng ta thấy rằng á, cái vi tế hơn nữa đó là cõi vô sắc, người ta không có sắc. Nội cái cõi sắc giới á, thì nó không còn là nam nữ. Bởi vì nam nữ ở đây chúng tôi muốn nói, tức là nếu nói cõi dục á, thì có nam nữ. Cõi dục thì có nam nữ, các cõi trời dục sắc giới, cõi trời sắc giới, tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức dạ ma thì có nam nữ. Nhưng mà cái nam, cái thỏa thích của cõi ngục, cõi người của mình nó khác với cái sự thỏa thích ở cõi trời. Cõi trời như đau lợi, tứ thiên dương, vân vân. Không phải cái thỏa thích giống như ở cõi người của chúng ta. Các cái cõi trời, tứ thiên dương, các thiên nam, thiên nữ, người ta chỉ nhìn nhau đó là người ta đã thỏa mãn rồi. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta có đầy đủ xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác gì có đủ hết, thị giác luôn, vân vân, nó có đủ hết. Và do vậy đó là cái sự thỏa thích của chính mình. Khi mình nói đến dục ái là như vậy. Còn khi nói đến khía cạnh của hữu ái đó, thì xin thưa quý vị, ở đây đó là ái nó liên quan đến chấp thường. Nó liên quan đến chấp thượng. Cho nên là các vị phạm thiên, ngoại trừ những cái bậc thánh nha, còn những vị mà phàm phu mà chứng thiền á, thì vẫn còn cái hữu ái, vẫn còn cái hữu ái, tức là còn ham muốn để sinh tồn. Cho nên á, quý vị biết rằng á, cái nghiệp liên quan đến cái sự giáo lý duyên khởi đó, thì vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh. Thì hữu ở đây đó, thì chúng ta biết là cái sự có mặt mà bao gồm cả hai thứ, đó là nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là những gì mà người ta đầu tư tạo tác ra, mà bắt nguồn từ ở tham ái, bắt nguồn từ ở cái tham ái, động cơ thúc đẩy để cho nghiệp hữu có mặt. Nghiệp hữu là người ta tạo tác, mình muốn sanh lại cõi người thì mình tạo cái phước gì đó, tạo cái phước gì đó để sanh lại làm người, ví dụ vậy. Chứ không phải sanh lại làm người là dễ. Trong kinh có nói là kipcho manusapatilapho, khó thay được làm người. Có thai được làm người. Cho nên mình muốn được làm người, làm cõi nhân loại, mình cõi người, cõi nhân loại, mình ít ra thì mình cũng có tạo cái thiện nghiệp gì đó để mình sanh lại làm người.
Chứ còn mình tạo ác nghiệp chắc có lẽ là mình sanh khổ cảnh rồi. Khổ cảnh rồi. Nhưng mà rồi chúng sanh mà tái sanh ở trong cõi sắc đó, thì dĩ nhiên là phải chứng thiền. Chứng thiền sắc, chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nếu mình nói theo hệ thống kinh tạng thì chứng tứ thiền, sắc giới mới sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Còn một người chứng thiền vô sắc đó, thì tùy theo thiền chứng của họ mà họ sẽ sanh ở cõi thiền vô sắc. Cõi thiền vô sắc. Như vậy thì cái gì gọi là hữu ái? Tức là cái hữu ái ở đây đó là cái ái mà nó chấp cái còn cái có. Còn cái có. Cho nên á, quý vị thấy rằng Phạm Thiên Bát Cá, ai mà đọc cái tám Phật lực của Đức Phật mà giác ngộ đó, tám Phật lực, cái bài tám Phật tức là tám cái điều mà Đức Phật ngày chiến thắng với lại những chướng ngại đó để ngày giác ngộ, thì trong đó có nói đến cái nhân vật mà Phạm Thiên Bát Cá. Phạm Thiên Bát Cá, Phạm Thiên Bát Cá tự cho mình là cái người cao thượng, nghĩ mình là cái người mà sinh ra mọi loài cũng có, hoặc là nghĩ là mình là một cái người sống hoài không bao giờ mất, không bao giờ chết, thì nghĩ cái đó là nghĩ chấp thường. Có cái gì đó nó cho nên là Phạm Thiên Bát Cá tự cho mình là cao thượng, rồi khoe khoang cái này khoe khoang cái kia đối với Đức Phật, ví dụ vậy. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng các vị Phạm Thiên đó, ngoại trừ những cái bậc ở cõi Phạm Thiên thôi, còn những người Phạm Thu đó, thì thường thường bị dướng vô trong cái chấp thường, nghĩ là mình là thường tồn, thường còn, không bao giờ mất, nghĩ mình là cái người sanh ra cũng có nữa. Quý vị đọc ở trong kinh Trường Bộ, cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Khởi Thế Nhân Bổn, mình mới thấy rằng tại sao người ta sinh ra cái tư tưởng là đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo. Có một vị Phạm Thiên nọ, khi mà do tu thiền chứng đó, cho nên sanh về cõi đó. Mới đầu mình sanh lên đó, thì cũng có một mình. Nhìn đi nhìn lại, nhìn quanh nhìn quất cũng có một mình. Sau một thời gian khác đó, cũng có một số người đó cũng tu thiền chứng là sanh về cõi đó. Nghĩ rồi cái vị đó mới nghĩ rằng mình là cái đấng sáng tạo sinh ra những người mà sanh sau mình đó. Cho nên là từ đó mới có cái ý niệm đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo. Cho nên ở đây đó, quý vị biết rằng cái hữu ái là cái chấp thường, nghĩ là cái gì nó thường còn, thường còn, không bao giờ mất. Con người quan niệm có linh hồn không bao giờ mất. Cái tự ngã không bao giờ mất. Cái đại ngã, tiểu ngã gì đó không bao giờ mất. Cái đó là chấp thường. Cho nên ở đây cũng là một cái khía cạnh của tham ái, của ái, mà nó liên quan đến hữu ái. Hữu ái. Cho nên là bằng mọi cách họ mới là tạo tác ra chứ. Họ làm cái này làm cái kia để họ có mặt ở cảnh giới đó, cảnh giới. Cho nên các cái cảnh giới khác đó, họ sống lâu, sống hoài, cho nên họ không thấy cái gì vô thường anh. Họ không thấy vô thường. Nhưng mà sự thật ra đó, là nó đang biến đổi, nó thay đổi, thời gian thay đổi. Không có cái gì mà trường tồn bất biến hết. Không có gì thay đổi, không có gì mà đứng yên được. Cho nên cái ba cái định đề mà chúng ta thường gặp đó, hay gọi là tam tướng đó, vô thường, khổ, vô ngã, Đức Phật thường dạy những điều đó để cho chúng ta quán thấy rằng không có cái gì là trường tồn bất biến, trường tồn bất biến. Cái hữu ái là cái gì đó mà người ta vẫn dính mắc cho rằng cái đó là trường cửu, cái đó là trường tồn bất biến, cái đó là bất diệt, vân vân. Thì không có cái gì bất biệt diệt hả. Tất cả pháp hữu vi này trên cuộc đời này đó, là biến đổi, là vô thường. Mà hả, là có người đã là chúng sanh thì phải bị khổ, đã là chúng sanh cũng phải bị khổ.
Tức là mình không phải là mình chỉ cho cõi người của mình khổ đâu, mà các cái cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới họ cũng khổ. Họ khổ khác mình, họ khổ khác mình. Mình khổ vì bởi sanh ra trong cuộc đời này, rồi chúng ta bệnh đau, rồi làm ăn sinh sống, rồi bao nhiêu cái nạn tai, bao nhiêu tù tội vân vân, cái việc này việc kia đó là chúng ta thường gặp đó. Cái khổ đó nó khác. Còn cái khổ của những vị phạm thiên đó cũng sanh diệt chứ, cũng sanh diệt, cũng chịu cái pháp vũ vi này, cũng sanh diệt vậy. Cho nên cái khổ của các vị đó nó khác. Cái lạc của họ đó, có mà bị mất đi, không còn lạc lâu mình, thì cái đó gọi là hoại khổ. Cho nên là cả ba cái hiện trạng của khổ của cuộc đời đó, của thế gian đó, là dukkha ta, tức là khổ khổ, tức là những cái khổ mà chúng ta thường đối mặt này, đói ăn khát uống, rồi tù tội bệnh tật nạn tai, sanh ra cuộc đời này bệnh tật rồi già chết, cái khổ đó là chúng ta thường gặp. Hoặc là nóng lạnh thì chuyện đó thường gặp. Còn các vị khác đó còn có cái khổ, có cái khổ là hoại khổ và hành khổ, tức là những cái sự biến hoại, sự sanh diệt của tất cả các pháp hành này. Cho nên là khổ khổ dukkha ta, hoại khổ là hành khổ là sankhara dukkha ta, và hoại khổ là vibarina dukkha ta. Cả ba cái hiện trạng đó được gọi là trong cái khổ mà nó bao gồm trong chúng sanh của chúng ta. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng bị khả ái dễ thương trói buộc và chi phối. Chúng ta bị ái mà, cho nên trong kinh nói rằng là khả ái, khả lạc, khả hỷ, cho nên dẫn đến cái sự dính mắc. Chúng ta gọi là cái gì nữa là khả ái để chúng ta thương thích. Khả lạc chúng ta thấy nó lạc, nó vui lắm. Rồi khả hỷ chúng ta cảm thấy nó vui vẻ, nó bình an, vân vân. Cho nên là vì thấy rằng khả ái, khả lạc, khả hỷ đó, cho nên tâm mình bị dính mắc. Cho nên ngay cả Đức Phật ngài nói rằng đối với cái dục á, thì Đức Phật ngài nói rằng nó có ba cái khía cạnh, nó có vị ngọt của nó, có vị ngọt rõ ràng là nó có vị ngọt. Vị ngọt là sao? Chúng ta sanh ra đời, chúng ta còn trẻ, mắt chúng ta sáng, thân của chúng ta, mắt chúng ta sáng, da dẻ chúng ta trắng trẻo căng tròn, vân vân. Rồi là chúng ta có nhiều cái thuận lợi, rồi trong cuộc sống này, rồi nó có sự hưởng thụ của nó, là người ta mới nói là vị ngọt. Nhưng mà nó có cái sự khổ, sự đau khổ của nó chứ. Có vị ngọt, có sự đau khổ của nó. Rồi chúng ta có những người nó cũng không có tội nguyện đâu. Rồi già, rồi chúng ta bệnh, rồi chúng ta chết, rồi chúng ta chia ly. Rồi có những người đó thì đâu phải suôn sẻ đâu. Tù tội, rồi tàn tật, chết chóc, rồi những cái việc này nó xảy ra. Vị ngọt thì có, sự nguy hiểm của nó cũng có, đối với ngũ dục. Và có một cái cách nữa là xuất ly đối với ngũ dục. Đó là với một cái người tu phải thấy rõ, đó là như vậy, vậy có vị ngọt của nó, có sự nguy hiểm của nó, và chúng ta tìm cách để xuất ly nó. Cho nên nếu mà ai thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ đó, thì dễ bị dính mắc lắm. Dính mắc không có buông bỏ. Cho nên đó là mình chứng kiến cái người thân của mình vì ái là gì? Ái sinh ra đau khổ mà. Cho nên là mình thấy cái người thân của mình ra đi thì mình khổ. Sự thật ra thì do cái ái. Cho nên là cái người thương, người thích thì chúng ta cảm thấy mất mát cái gì đó, cho nên chúng ta khổ đau.
Và đây chúng tôi nói đến khía cạnh của phi hữu ái, tức là có những cái quan niệm của chúng sanh cho rằng sau khi chết là hết. Nó giống như đoạn kiến vậy đó, giống như đoạn kiến. Không có ân đức của cha mẹ thầy tổ tam bảo, không có phước của, không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp, không có cái sự nhận lấy quả khổ đau, cũng không có thụ hưởng được cái quả an lạc do cái điều đó. Mà chúng ta có một số người quan niệm vậy, quan niệm vậy. Cho nên cũng có nhiều người họ họ nói là chết hết có gì đâu phải lo, hết gì tiếp tục nữa chứ, luân hồi còn tiếp tục nữa, chẳng qua là mình chết kiếp này thôi chứ còn bao nhiêu kiếp mình còn tiếp diễn, chứ làm sao mà hết được. Cái nhân của tha mái nó giống như cái hạt giống, nó giống như cái chất tôm ướp mà thôi, rịnh ướt rỉ chảy mà thôi. Nó giống như là nghiệp là chúng ta tạo ra, nó giống như cái hạt giống, nhưng mà tha mái thì nó giống như là cái yếu tố để hỗ trợ cho cái hạt giống nó sanh khởi. Đó là gì? Nước, không khí, ánh sáng, tất cả những cái thứ đó để cho hạt giống nó sanh sôi nảy nở, rồi cuối cùng nó lớn lên thì nó mới là đơm qua kết trái được, đơm qua kết trái được. Cho nên cái tha mái nó là cái chất liệu để tạo, khiến cho chúng ta phải tạo tác. Vì vậy cho nên là khi mà nói đến nghiệp hữu là cái mà chúng ta đầu tư tạo tác ra, chúng ta gieo cái hạt giống xuống. Nhưng mà cái gì làm hạt giống nó sanh sôi nảy nở thì đó là cái chất nước, ánh sáng, không khí, tất cả, rồi mặt đất, những cái đó là những cái điều kiện để cho cái hạt giống nó sanh sôi nảy nở. Cho nên cái nghiệp hữu là cái mà hạt giống chúng ta đã có trồng trọt, chúng ta đã có gieo ra, gieo ra thì nó phải có nảy mầm, rồi nó có thể lớn lên, rồi nó đơm qua kết trái chứ. Thì cái nghiệp hữu là cái mà chúng ta đầu tư ra đó, chúng ta tạo tác ra đó, tạo ở trong dục hữu, ở trong cái dục hữu hay là sắc hữu hay hoặc là vô sắc hữu là như vậy. Rồi bây giờ nói đến cái hữu nữa là sinh hữu. Sinh hữu ở trong cái chi mà thập nhị nhân duyên gọi là pha quá, pha quá tức là hữu, hữu tức là có mặt đó. Thì sinh hữu ở đây đó là cả thai sanh, rồi nõn sanh, rồi thấp sanh, rồi quá sanh, cả bốn cái chủng loại đó, đó. Chúng ta thấy không? Trên thế giới này cũng không thể nào mà thoát khỏi bốn cái chủng loại đó đâu. Thế giới này thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Cho nên cái loài mà sanh con ra đó thì trong đó có con người của chúng ta, nhân loại, rồi một số cái con sinh vật khác nữa cũng sinh ra bằng con. Có loài sanh bằng trứng, có loài nó sanh lên ẩm thấp, nước ở dưới mặt đất, trùng dế thiếu gì nhiều lắm. Rồi có loài là quá sanh, các cái cảnh giới khác thì hầu như là quá sanh. Thì cái đó đó là cái sinh hữu ở trong cuộc đời này. Mà cái hữu này đó là hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, và thủ duyên cho khẩu. Cho nên là khi mà có tha mái thì chúng ta dẫn đến cái sự chấp thủ. Chúng ta ao ước, mong muốn, bây giờ thì nó có được rồi đó, thì chúng ta lại gìn giữ nó, ôm ấp nó, không buông bỏ nó. Nó liên quan đến dục thủ. Cái gì mà chúng ta chấp ở trong sắc thinh hương vị xúc hay ở trong cõi dục thì cái đó liên quan đến dục thủ. Kiến thủ tức là cái quan điểm mình chấp thường hoặc là chấp đoạn. Cho nên trong kinh có thể nói rằng, mặc dù là nói là tứ thủ dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ chẳng hạn vậy, nhưng mà cái kiến thủ đó nó cũng liên quan đến cái giới cấm thủ rồi. Cho nên có chỗ nói là ba thủ thôi: dục thủ,
kiến thủ, rồi ngã chấp thủ thôi. Nhưng mà ở đây đó là cái kiến thủ là cái chấp thường hay là chấp đoạn đó. Chấp thường và chấp đoạn đó. Chúng ta cứ khư khư vào trong cái quan điểm của chính mình. Và cái quan điểm đó nó hoàn toàn sai, không đúng với lại sự thật của nó, không đúng với cái nhân quả của nó. Cho nên là chúng ta chấp thủ. Và khi chúng ta chấp thủ thì chúng ta phải bị khổ đau. Cho nên trong cái hình ảnh mà gọi là thủ đó, thì có một cái người đàn ông đi đứng dưới cái cây, bóng cây, đứng cây, bẻ trái cây bỏ vô trong vỏ đó, đầy luôn á, nhưng mà rồi tràn đó luôn á, vẫn bỏ vô. Đó là liên quan đến thủ. Thủ là ôm ấp, không buông bỏ đó. Còn ái tức là cái sự dính mắc vô trong đó, tìm kiếm vô trong đó, tìm kiếm cái gì đó, thì cái đó được gọi là ái. Đó là ái. Cho nên ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy rằng bị khả ái dễ thương trói buộc và chi phối rất nhiều chư thiên chúng. Chư thiên ở đây là mình nói chung cả dục sắc, vô sắc. Chư thiên ở cõi dục, chư thiên ở cõi sắc, phạm thiên ở cõi sắc hoặc là cõi vô sắc, rồi ở cõi nhân loại của chúng ta nữa, rồi các chúng sinh ở cõi cảnh khổ nữa. Thì ở đây đó là nói cái chung là như vậy. Và nhiều hạng người đau khổ và héo mòn, bị thần chết nhiếp phục. Cho nên ở trong cái bài kinh mà quý vị tụng là bài kinh Thỉnh Pháp Sư, có một cái đoạn đó là gì? Bị ngũ ma giải nắm chuyển đi, giải nắm chuyển đi, vậy nên cầu đấng từ bi tạo thuyền bát nhã trải đi với người. Quý vị không biết có nhớ cái câu đó không? Ngũ ma ở đây đó là chỉ cho ngũ quẩn ma nè, tử thần ma nè, phiền não ma nè, thấy không? Rồi pháp hành ma nè, vân vân. Nói tất cả là năm ma, thì trong đó có cái phiền não ma hoặc là tử thần ma. Tử thần khi đã dắt tay, thân tình cho mấy thế thai được nào, dầu cho thúc cốt nhục thâm bào, làm sao theo hộ, làm sao cứu giùm. Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy vậy. Cho nên là chúng ta sinh ra đời đó thì phải có tử. Phải có tử. Sinh ra đời thì chúng ta phải có tử thôi. Thường là chúng ta bị khổ trong cuộc đời này thì chúng ta nói tại kiếp trước tôi không có tu, khéo tu cho nên giờ tôi phải khổ đau. Thấy không? Giá như phải chi, nhưng mà rồi đó thì mình lại không biết ngăn chặn cái nhân để dẫn đến đau khổ. Mà cái nhân để đến đau khổ là mình tạo cái nghiệp gì đó bất thiện. Xa hơn nữa đó là cái nhân mà để rồi tạo cho cái tiến trình sanh tử luân hồi này. Mà để đoạn trừ được cái tiến trình sanh tử luân hồi này thì Đức Phật Ngài dạy gì? Ngày đêm không phóng dật. Ngày đêm không phóng dật. Quý vị thấy đó, cái câu mà gọi là ngày đêm không phóng dật, chú ý chỗ này. Ngày lẫn đêm không phóng dật. Tử thần nó chi phối chúng ta ngày lẫn đêm, và chúng ta thì ngày đêm không phóng dật. Chúng tôi thưa quý vị là vậy. Như vậy thì ở đây đó là như thế nào được gọi là không phóng dật? Chữ không phóng dật hay là gọi là dễ vui? Chữ Bamado là dễ vui, hay là Appamado là không dễ vui? Trong cái từ Bali, dễ vui hay là phóng dật chỉ cho cái ý đó, cái lý pháp đó. Thì ở đây đó là ngày đêm chúng ta không nên dễ vui. Dễ vui là sao? Cái từ dễ vui ở đây đó thì quý vị hiểu là mình đừng có xem thường cái ác nghiệp dù là nhỏ. Mình nói là cái ác nghiệp nó nhỏ vậy đó, mình cũng vẫn tạo. Thì lâu ngày chày thá, ngay cả cái suy nghĩ của mình đó,
cái suy nghĩ bất thiện của mình do cái dục tư duy, hận tư duy đó, hoặc là hại tư duy nó khởi ra đó. Dục tư duy là nó liên quan đến ái tham. Cái gì thế không? Liên quan đến ái tham. Cho nên chúng ta dính mắc cái gì thì chúng ta bị khổ đau cái đó. Vì chúng ta dễ vô, mặc dù cái ý niệm của mình chỉ khởi lên thôi, nhưng mà lâu ngày chày tháng đó, thì quý vị biết rằng là nó trở thành một cái tập tính quen thuộc, mà trở thành một cái tư duy bất thiện liên quan đến tham. Dục tư duy là vậy đó. Rồi hận tư duy tức là mình nghĩ đến cái cách sân hận, bực bội, khó chịu với một ai đó, với cái gì đó. Cho nên là rồi hại tư duy tức là nghĩ đến cái sự bất an cho, đau khổ, bất an cho người khác, cho sinh khác. Thì cái ba cái khía cạnh này đó là chúng ta thường có những cái sự suy nghĩ như vậy, cái tư duy vậy. Mà cái tà, cái tư duy mà dục tư duy đó, hận tư duy và hại tư duy đó, cái đó được gọi là tà tư duy. Nó ngược lại với lại cái chánh tư duy. Cho nên ở trong bát chánh đạo á, thì Đức Phật Ngài nói mình tu tập chánh tư duy là chư tư duy về vô dục, tư duy về vô hận và tư duy về vô hại. Đó là chánh tư duy. Bát chánh đạo Đức Phật Ngài dạy. Trong cái suy nghĩ của mình, cái tạp niệm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái ý niệm của mình khởi lên một chút thôi, nếu mà mình không dịp tắt nó đi, không lắng dịu nó đi, không dịp tắt nó đi, thì lâu ngày nó sẽ lớn mạnh lên. Nó sẽ lớn mạnh lên, nó bộc phát lên. Mà Phật dạy rồi, thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp đẩy lùi. Mà ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp bị đẩy lùi. Chúng ta chú ý vậy. Ngay cả cái suy nghĩ của mình đâu ai thấy đâu. Lời nói của mình chưa nói ra ai biết được, nhưng mà mới suy nghĩ thôi. Nhưng mà suy nghĩ nó bất thiện lâu ngày, nó sẽ khiến cho mình có hành động bất, hành động xấu, hành động bất thiện. Rồi suy nghĩ lâu ngày thì mình sẽ nói năng bất thiện, nói năng bất thiện. Cho nên Đức Phật Ngài nói dễ vui ở đây là gì? Là appamado. Appamado tức là, hay là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nhắc một cái câu là dễ vui là đưa đến cái con đường tử vong. Dễ vui như chết bao giờ. Chết bao giờ có nghĩa là mình, mặc dù mình sống ở đây nhưng mà mình dễ vui tức là mình xem thường ác nghiệp dù là nhỏ. Dễ vui cái thứ hai nữa đó là mình bỏ quên cái phận sự tu tập của chính mình, hay là mình xem thường dù là thiện pháp dù là nhỏ. Cả hai cái đó, cả hai cái đó, mình dễ vui có nghĩa là mình bỏ quên cái phận sự của mình. Cái thứ hai nữa đó là mình xem thường cái thiện pháp dù là nhỏ chúng ta không làm. Rồi cái ác pháp dù là nhỏ mà chúng ta cũng xem thường nó, cho nên chúng ta cứ làm hoài, cứ hành động hoài, cứ có những cái khởi niệm lên bất thiện hoài như vậy, thì lâu ngày nó sẽ thành lớn mạnh, lớn mạnh. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài dạy rằng ngày đêm không phóng dật. Mình thấy các vị thánh, các ngài tinh tấn, các ngài tinh tấn, các ngài tu tập từ vô lượng kiếp. Và nếu mà chúng ta tu tập thì không phải là chỉ có kiếp này đó, rồi nhiều nhiều kiếp sau nữa. Nếu có may đó là chúng ta đoạn tận phiền não sớm chừng nào thì chúng ta đạt được cái sự giải thoát sớm chừng này. Ít nhiều đó là trong hiện tại tâm mình không bị dục tư duy sanh khởi, không bị hận tư duy sanh khởi và không bị hại tư duy sanh khởi, thì tâm của mình ở trong hiện tại có được sự an lạc rồi. Đó là sự an lạc rồi, gọi là giải thoát nè. Chúng ta đang nói cái ý nghĩa của sự giải thoát, không phải là giải thoát hoàn toàn, mà giải thoát trong cái nghĩa tương đối đó. Thì cái tâm của mình không bị ràng buộc bởi dục tư duy, không bị ràng buộc bởi hận tư duy, không bị ràng buộc bởi hại tư duy, thì tâm mình được an lạc rồi, tâm mình được giải thoát rồi. Đó là như vậy. Cho nên nếu Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, ngày đêm không phóng dật, từ bỏ dung sắc đẹp, vị ấy đào gốc nhổ, đào gốc khổ. Tức là cái người mà bằng với cái việc tu tập của mình, giới, định và tuệ đó, thì mình mới có thể tận diệt được những cái phiền não, đặc biệt là nói đến tham ái.
Cho nên ở trong kinh mà kinh kinh thập thượng Dasatut Sutara đó, Sutang á, thì Dasatut Sutang á, thì kinh thập thượng thì ngài Xá Lợi Phất á, cái bài kinh đó là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy, thì chúng tôi nhớ có hai cái chi pháp đầu, hai chi pháp ở pháp hai chi, ngài nói rằng ngài dạy rằng vô minh và tha mái là hai pháp cần đoạn trừ. Cho nên tu tập gì đi nữa là để đoạn trừ vô minh, đoạn trừ tha mái, đoạn trừ tha mái. Ái là gốc của khổ đau. Cho nên là chúng ta bi lụy, chúng ta nhăn nhéo, rồi chúng ta bước đầu nhổ trán này, chúng ta nhổ tóc, rồi chúng ta nhăn mặt, rồi chúng ta khổ đau khóc lóc than nghĩ gì đó, thì cái đó là cái nhân của sự khổ mà. Cho nên sanh ra trong cuộc đời này thì vì chúng ta muốn sống cho nên là chúng ta sợ chết. Chúng tôi nói hoài cái câu này, vì muốn được sống cho nên là chúng ta sợ chết, vì muốn người thương của chúng ta ở gần chúng ta cho nên người thương của chúng ta ra đi thì chúng ta đau khổ, vì muốn cái vật mà chúng ta thích thú đó, chúng ta thích thú đừng mất cho nên là chúng ta phải gìn giữ, rồi nó mất á, thì chúng ta khổ đau thứ nhất trên cuộc đời này. Cho nên là nhiều cái để trói buộc lắm, trói buộc lắm. Qua cái bài học này thì mình mới thấy rằng một người mà đoạn trừ khổ đau thì mồi nhữ của ác na mà, đối với ngũ dục, đối với cái gì mà mình nói là vị ngọt trên cuộc đời, nó là mồi nhữ của ác na thôi. Ác ma ở đây là chỉ cho phiền não, mồi nhữ thôi. Cho nên là đó là cái sự thử thách của chúng ta. Và do vậy đó thì thật sự ra đó, thì chúng ta bị khổ đau. Và nói một điều đó là mỗi mồi nhữ của ác ma rồi, thật khó phải vượt, thật khó vượt qua được. Thật sự ra đó, chúng ta buông cái này, chúng ta bắt cái nọ, mà phải là chúng ta có hùng tâm đảm lực lắm thì chúng ta mới có thể là từ bỏ được tất cả. Còn nếu như chúng ta không có hùng tâm đảm lực thì chúng ta không có thể bỏ được, chúng ta dính mắc nhiều thứ. Như vậy thì chính cái sự lẫn quẩn đó nó làm cho chúng ta phải ở trong cái dòng lẫn quẩn, chúng ta phải khổ đau khổ lụy, bắt nguồn từ ở cái tha mái mà ra. Qua cái câu chuyện này đó thì chúng ta thấy rằng ông Thiện Nam ở, hoặc là ngay cả ông Cấp Cô Độc vậy, hay hoặc là bà Quý Sa Kha, vì người cháu của mình chết mà bà phải khổ đau. Rồi Đức Phật này nói chẳng lẽ rồi cả thằng này là cháu của bà hết, bà phải khổ hoài sao? Khổ một cái người cháu ra đi. Thì ở đây qua cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta bị dính mắc thì chúng ta khổ đau. Và do đó chúng ta quán trên cuộc đời này, chúng mỗi người đều có cái nghiệp riêng, và mỗi chúng ta, mỗi chúng sanh đến và đi trong cuộc đời này đó đều là do duyên, và nó chịu sự chi phối của vô thường, chịu sư chỉ sư phối chi phối của khổ, và tất cả các pháp đều là vô ngã, không có gì là của mình hết, không có cái gì của mình hết. Đến và đi phải chi nó đừng sanh thì nó đâu có chết, đâu đừng sanh thì nó đâu có chết. Và ở trong kinh có nói rằng sanh là mầm mống của sự khổ, mầm mống của sự chết, mầm mống của sự chết. Cho nên hả, mà chúng ta có sanh trên cuộc đời này thì đó là cái mầm mống của sự chết, trước sau thì chúng ta cũng phải chết thôi. Nếu một người thấy rõ được quán vô thường vậy đó thì ráng cố gắng mà mình ngày đêm không phóng dật, ngày đêm không phóng dật, hay là ngày đêm không có dễ vui, không có dễ vui, tức là appamado không có phóng dật, appamada đó, tức là không có phóng dật. Nếu mà một người không có phóng dật như vậy đó, là mình không xem thường cái phận sự của mình, tức là mình đang tu tập, mình đang nỗ lực tu tập, đừng có bỏ luống qua với cái thời gian. Rồi mình cũng không xem thường ác nghiệp dù là nhỏ, chúng ta cũng không có
xem thường cái ác nghiệp là dù là nhỏ. Như vậy đó là một cái người sống tinh tấn, không có dễ vui, không có dễ vui. Và nếu một người mà sống tinh tấn không có dễ vui đó, thì người đó sẽ lần lượt sẽ đoạn trừ được phiền não, tức là không bị cái lưới ma hay là không bị tử thần dắt tay. Sanh trên cuộc đời này thì phải chết thôi, có nhiều cái khổ lắm, khổ lắm. Cho nên rằng là xin thưa quý vị rằng chúng ta phải khéo, khéo. Không thôi đó là dễ dàng bị dính mắc vô cái gì đó, thì thật sự ra là chúng ta không có nhẹ nhàng thanh thản được. Và nếu không có nhẹ nhàng thanh thản đó, thì thiệt hại đó thuộc về ai? Thiệt hại đó thuộc về chính mình. Thiệt hại đó về chính mình. Cho nên là chúng ta gặp ở trên cuộc đời này, làm người thân với nhau đó là cái duyên rồi. Làm người thân với nhau là cái duyên rồi. Nhưng mà rồi đó thì nghiệp ai nấy nhận lấy thôi, không ai gánh cho ai. Và cái sự chết này thì mỗi người cũng phải đến với cuộc đời này, rồi cũng phải ra đi như trong cuộc đời này. Rồi nếu chúng ta còn mầm móng của sanh tử luân hồi, đó là tham ái và vô minh, thì chúng ta lại còn tiếp diễn nữa. Nếu mà một khi mà mình chứng được cái gọi là sanh tử minh, cái túc mạng minh, tức là mình biết được cái mạng sống, kiếp sống của mình từ vô lượng kiếp, thì mình ngán ngẩm lắm, ngán ngẩm lắm, ngán ngẩm lắm. Chúng ta có nhớ cái câu chuyện của một vị tỳ kheo trẻ tuổi đến cái làng của bà tín nữ lớn tuổi để mà nhập hạ đó. Rồi cái bà tín nữ này là bà chứng quả tam quả, chứng quả, bà biết được dắt dẫn cái vị này nhớ được cái kiếp trước của mình, nhớ được cái kiếp trước mới thấy được là không biết là cái sự quan trái trong cuộc đời này nó như thế nào, rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên đến và đi trong cuộc đời này đó, thì rõ ràng là cái chất liệu để tạo nên cái đời sống này nó từ ở cái tham ái vô minh mà ra. Khi có tham ái vô minh và khiến cho chúng ta hành động, chúng ta mới có mặt trong cuộc đời này. Và vì vậy cho nên là nếu một người biết rõ được luân hồi là khổ đau đó, đau khổ được nhàm chán, thì bây giờ thì người đó hãy có cái sự tinh tấn, không có dễ vui, không có phóng dật, thì hy vọng sẽ đoạn trừ được cái phiền não, tức là ma, phiền não ma, tử thần ma không có cái cơ hội để mà dắt dẫn mình đi nữa. Đó là nói đấy, cái sự mong muốn như vậy. Rõ ràng là giáo pháp của Đức Phật đó, thì là một cái căn có cái công năng diệu dụng giúp chúng ta thoát khỏi cái lưới ma, thoát khỏi cái lưới ma. Mà cái gì còn lại đó là chúng ta có muốn thoát khỏi hay không, hay chúng ta có tìm cách để thoát khỏi hay không, là phần của chúng ta. Cái bài học hôm nay đó, nhìn lại đó, thì Đức Phật ngài nói cái câu chuyện này qua cái câu chuyện của một ông thiện nam có một người con duy nhất của mình qua đời một cách đột ngột như vậy, cho nên ông khổ đau. Rồi những người khác cũng khổ đau như vậy, thì Đức Phật hiểu biết được ý nghĩa này mà Đức Phật ngài dạy về cái bài kệ này, để chúng ta hiểu rằng chính cái tham ái dẫn đến cái khổ đau trong đời sống luân hồi này rất là nhiều. Để chúng ta ý thức được trong mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi ngày, chúng ta cố gắng tinh tấn ở trong thiện pháp để đoạn trừ phiền não. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Dạ, quý vị có nghe cảm nhận hồi hướng không? Dạ, cảm ơn huynh.
Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Bhagavata sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha nu pha ve na sada sati bhavantu te. Bhagavata sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nu pha ve na sada sati bhavantu te. Bhagavata sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha nu pha ve na sada sati bhavantu te. Tất cả phương lan có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa pháp tân đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa hoàn tu bù chi ta xót thiền ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa tê u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sapa na pu ta su khi ta ba wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sapa pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo Thamma thara cha bhut ga la sang kho ho tu sa mak go ga Atha ya cha hi ta ya Atha ya cha hi ta ya cha Am he ra khan tu sak tham mo Sap pe pi thamma cha ri no Vut thim sam pa phu ni ya ma Thamma ri ya pa we di te